Trong ngày hôm qua, chúng tôi đã chuyển tới quý vị câu chuyện phá rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơ Pai, đóng trên địa bàn xã Sơ Pai, huyện Ca Bang, Gia Lai. Không khó để nhận ra rừng Tây Nguyên mất đi do chính sự dung túng, thậm chí là bảo kê tiếp tay cho phá rừng của một bộ phận lực lượng bảo vệ rừng. Câu chuyện đau lòng này cứ diễn ra ngày này qua tháng khác, 20 năm trước vẫn thế và đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi. Gỗ mà vẫn còn ở trong và chưa được đưa ra. Thì trong cái tình trạng này thì chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra. Nó gần ngay hạt kiểm lâm mình thôi, gần ngay các cái trạm kiểm lâm của mình. Trạm kiểm lâm thì tôi khẳng định một điều là gần trạm kiểm lâm không bao giờ có. Có hay không, chỉ cần đứng trước cửa rừng một lúc là sẽ rõ. Tỉnh lộ 633 đi qua xã Ea Púc, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, khu vực giáp danh biên giới Campuchia. Có bỏ xe chạy anh? Chú đang thi hành nhiệm vụ, hắn bỏ, hắn chạy mất rồi. Đấy, hắn bỏ, hắn chạy đó. Tào, nhớ mặt Tào nhá. Vâng, đi đây. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, xe kiểm lâm mới rời được khỏi hiện trường. Tại năm tỉnh Tây Nguyên, ngày nào cũng sẽ có những vụ việc kiểu như thế. Và rồi, trên những bản báo cáo sẽ chỉ là những số liệu khô khan. Nhưng có một điều rất đáng buồn, lâm tặc chỉ bị phát hiện khi gỗ đã ra khỏi rừng. Gỗ bị tịch thu, nhưng cây rừng thì cũng chẳng thể sống lại được nữa. Toàn là lén lút vào ban đêm, thì họ sau khi tập kết họ sẽ lấy dùng cái xe, thường chủ yếu là xe công nông, và họ vận chuyển. Và đi những con đường lâm rừng rất khó phát hiện. Có thể thấy rằng, kiểm lâm đúng là một trong những ngành nghề gặp khó khăn và luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Nhưng kiểm lâm cũng là một ngành luôn phải đứng trước nhiều cám dỗ. Nếu không vượt qua được thì rất có thể nhiều cán bộ bị sa lầy. Nhìn vào sơ đồ sau đây, chúng ta sẽ thấy được để một cây gỗ đi từ rừng ra phố phải qua rất nhiều chốt kiểm tra. Đó là chưa kể, người dân cũng là một lực lượng vô cùng quan trọng trong việc giám sát bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Thế nhưng, nhiều con voi vẫn chui qua lỗ kim. Cây gỗ cứ tuồn tuột đi qua các cái cửa khẩu hoặc đi qua các cái trạm kiểm lâm thì đấy cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Chính những người mà thực thi pháp luật thì đấy là cái nguồn mà chúng ta thấy là cái lỗ hổng nó nằm ở đấy. Thế thì ngành lâm nghiệp cũng thế, các cái kiểm lâm cũng có những một năm biết bao nhiêu người đi tù, giàu thì cũng giàu nhanh nhưng mà đi tù cũng nhanh. Nhìn lại các vụ bắt gỗ lậu số lượng lớn tại các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua, cơ quan chức năng đều xác định có liên quan đến cán bộ bảo vệ rừng. Đầu năm 2016, 14 lãnh đạo cán bộ kiểm lâm và giám đốc ban quản lý rừng tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai bị kỷ luật do đã để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng. Mới chỉ cách đây gần 10 ngày, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49B, Bộ Công an đã phải vào cuộc bắt giữ nhiều lâm tặc tại khu vực Hồ Thủy Điện Đồng Nai 5 thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Điều đáng nói là số lâm tặc này tự tung tự tác trong suốt 2 năm trời nhưng không hề có một cơ quan chức năng nào tại địa phương kiểm soát và xử lý. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng chặt rừng ở Tây Nguyên vẫn là miếng mồi béo bở mà cả kẻ phá rừng và người bảo vệ rừng đều tranh thủ hưởng lợi? Có cái biểu hiện là sơ hở, thậm chí là thờ ơ trong cái hoặc là tiếp tay đối trong cái việc là quản lý bảo vệ rừng. Thì đây là một quá trình này, đây là một vấn đề mà hiện nay chúng ta cũng đang đấu tranh. Ngay từ bây giờ đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra rà soát tất cả các cái điểm nóng, các cái khu vực, các cái chủ rừng mà hiện nay có cái tình trạng khai thác vận chuyển mua bán trái phép. Trong rừng Tây Nguyên, oái oăm ở chỗ, một trong những luật ít đi vào cuộc sống nhất chính là luật bảo vệ rừng, mà thay thế vào đó là luật rừng, là bảo kê phá rừng, để cho những xe gỗ hiên ngang đi lại trên đường.
Câu chuyện về Tây Nguyên đóng cửa cứu rừng với những cái nhìn tổng quan, phân tích, đánh giá từ nhiều phía cũng như là các giải pháp sắp tới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ được chúng tôi đề cập rõ hơn trong chương trình Cận Cảnh phát sóng lúc 21:05 ngày 24 tháng 7 năm 2016 trên kênh VTC14. Mời quý khán giả chú ý đón xem.